chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi một lời chào trân trọng nhất tới quý vị khán giả. Vẫn là các cầu thủ Việt Theo. Dứt điểm. Một dứt điểm không khó. Đó là pha ra chân bằng chân không thuận của Nhâm Mạnh Dũng. Vẫn là Rafael Sơn. Rất khỏe. Lý Công Hoàng Anh. Vẫn có được nhịp. Dứt điểm. Không vào. Đó là bộ đôi Văn Triển và Văn Thuận. Tính liên tiếp trong tình huống tấn công vừa rồi của các cầu thủ Topland Bình Định được thể hiện. Các vị trí của họ có được việc đứng bài cũng như đứng vị trí tốt. Pha thoát xuống của Rafael Sơn. Phía trong đang là tình huống xâm nhập của Victor Lê. Thanh Bình là người cố gắng ngăn chặn. Dứt điểm. Cú sút về góc gần của Rafael Sơn. Các cầu thủ áo xanh đang dâng lên. Rafael Sơn khá chống chải. Sút bóng. Không vào. Victor Lê không đủ độ dướn. Đưa bóng vào. Thật đáng tiếc cho Topland Bình Định. Chắc chắn vào lúc này thì Rafael Sơn đang nhớ Jeremy Lynch. Rafael Sơn đã khai thác được khoảng trống tốt. Đường chuyền nhanh của Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Đức Hoàng Minh. Tiếp tục là Nhâm Mạnh Dũng. Đưa bóng được vào trong ở tầm thấp. Dứt điểm không vào. Cái chân của Đặng Văn Long đã cứu thua cho Topland Bình Định. Đó là pha bóng tấn công đặc biệt sắc nét đến từ câu lạc bộ Viettel kể từ đầu trận. Danh Trung sẽ mang tới yếu tố tốc độ, thứ mà Nhâm Mạnh Dũng không có. Pha đẩy bóng của Nhâm Mạnh Dũng không phải là của Danh Trung, và bây giờ là Trương Tiến Anh đưa bóng vào. Hoàng Đông! 1-0 cho Viettel! Ngôi sao lớn nhất của Viettel đã không còn ẩn mình nữa. Một trái tim đã được Hoàng Đức gửi tới những người hâm mộ của câu lạc bộ Viettel. Đó là giá trị của ngôi sao lớn nhất bên phía Viettel. Topland Bình Định đã không thành công mất rồi. Sau một đường chuyền sai của Adriano Smith. Và đây là pha thoát xuống của Danh Trung. Vẫn là Danh Trung. Xử lý kỹ thuật. Không vào. Bóng đã chạm vào tay của Trần Danh Trung. Như tôi đã nói, khi mà các cầu thủ Topland Bình Định dâng cao đội hình thì phương án tấn công trực diện để khai thác khoảng trống bên phần sân của đối thủ là rất nhiều dành cho Viettel. Đức Chiến đã có một đường chuyền tốt hướng đến đà di chuyển của Danh Trung. Tiến đạt. Tán bóng. Đánh đầu. Không vào. Thêm bàn nữa vẫn vào rồi. Hà Đức Chính. 2 năm, hơn 2 năm và cơn hạn bàn thắng đã được giải dành cho Hà Đức Chính. Quá đặc biệt. Văn Phong đã không thể giấu được sự thất vọng. Anh đã chơi quá xuất sắc. Kim Xuân Tú. Xuân Tú. Lại là đánh đầu. Sút bóng. Không vào. Vẫn là Hà Đức Chính. Đánh đầu. Nguy hiểm. Viettel đã có được 3 điểm đặc biệt quan trọng. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.